Mấy ngày nay tình hình Hồng Kông hơi căng thẳng, cái số ca nhiễm nó đang khủng khiếp luôn á, chuẩn bị lockdown nữa. Mình thì không sao vì mình ở nhà, mình không có đi làm, chỉ lo cho ông chồng thôi. Ngày nay mình đã đi chợ, mình mua một ít gừng, một ít chanh này và một ít sả. Bây giờ thì mình sẽ tớ lót mỏng ra những cái nguyên liệu gừng, chanh, sả này, rồi đem đi ngâm mật ong để cho ông chồng mang tới văn phòng làm nước uống hàng ngày á. Mình sáng nào thì mình ngủ dậy mình cũng uống ly chanh mật ong nám hết rồi, nhưng mà ông chồng mình thì ổng đi làm ở công ty á cho nên không có uống được. Nếu như mà ông ở nhà sớm ngủ dậy thì mình cũng pha chanh mật ong cho ông uống, nhưng mà ông đi làm ở công ty á cho nên nó bất tiện lắm, mình không pha được. Bây giờ mình sẽ làm cái hỗn hợp này đó, mình ngâm mật ong bỏ vào cái lọ thủy tinh á, cho ông mang đến văn phòng, ông để trong cái tủ bếp của văn phòng đó, rồi thay nước uống bình thường. Vì ở văn phòng nó có cái bình nước nóng lạnh đó, cho nên chỉ cần gấp vừa lót gừng, lót chanh, lót sả bỏ vô rồi lấy nước sôi đổ vào là có thể uống được. Đây, bây giờ mình sẽ đi làm cái hỗn hợp ngâm mật ong này cho ổng nha. Mình dùng cái bào này, mình bào thì nó sẽ nhanh hơn. Nó nhanh và nó cái lót gừng nó cũng mỏng đều nè. Người dân Hồng Kông vẫn chưa tiêm vaccine đâu. Bây giờ Hồng Kông nó ráo riết nó áp dụng chính sách là phải có vaccine mới được đi ăn nhà hàng, hoặc là đi mua đồ ngoài chợ, hoặc là đi mua mấy cái siêu thị, mấy cái shop. Bây giờ nó phải kiểm tra vaccine hết. Cho nên mà chưa tiêm vaccine á, thì bây giờ bắt buộc là phải tiêm á, ráo riết lên cái đi tiêm. Hơn tháng này thì nó áp dụng cho những người làm nhà hàng không có vaccine là không được, hoặc là những người vô hàng á, một số khách sạn nó đã áp dụng như khách sạn Royal Garden nè, rồi Grand Hyatt nè, một số khách sạn thì nó đã áp dụng từ lâu rồi, là chính sách là có vaccine mới được đi giao hàng, mới được đi vào khu vực công ty của nó, khách sạn của nó. Còn những cái nhà hàng nhỏ lẻ bên ngoài bình thường thì nó không có áp dụng. Đây, công ty của ông chồng thì có hơn người nhân viên chưa tiêm vaccine, trong đó là một người Nhật, một người Hồng Kông, lì kinh luôn á, bảo là không thích vaccine cho nên là không có tiêm. Nhưng mà bây giờ là bắt buộc, chính phủ bắt buộc là cũng phải tiêm vaccine hết, còn không có vaccine thì ở nhà không cho đi lồn và không cho giao tiếp bên ngoài. Bây giờ có đi tiêm không có biết đường hết. Mới hôm qua có hỏi ông chồng thì ông chồng nói là cái thằng cô Hồng Kông á thì nó đăng ký tiêm mũi một rồi, đăng ký chuẩn bị tiêm mũi một chứ chưa tiêm, còn một cái nhân viên Nhật nó thì vẫn chưa đăng ký, vẫn chưa lục lịch gì hết á, bảo là không thích, không thích thì ở nhà ngoài thôi chứ đi lồn chứ nữa, hoặc là gì Nhật thôi chứ không có. Bây giờ nó yêu cầu vaccine thì không có vaccine thì sao đi lồn được, vì đi đâu nó cũng phải yêu cầu test test cái điện thoại di động á, vì trong cái điện thoại di động của mình nó sẽ lưu hết cái hồ sơ vaccine của mình. Mình đi đâu mình quét cái mã nó là hết, sẽ lưu lại trong cái chương trình của chính phủ á. Rồi nếu như mà có vị trí nó phát hiện ra virus, coronavirus thì nó sẽ tới, nó căn cứ vào cái mỏ mình quét á, tới nó hốt hết những người đã đi cách ly. Mắng tên luôn, nhìn nó gần. Bào cái này nó thích thiệt nè. Nó mỏng như nó lánh á. Mình cũng dùng
cái này để mình bào chanh luôn. Cái này mà mọi người ngâm tủ đông á, trái chanh này nè, ngâm tủ đông á thì mình bào nó sẽ mở mà lấy thôi. Nhưng mà cái đó là mình chỉ dùng khi mà mình nấu nước á, thì mình bào luôn vô trong cái nước. Có gừng nè, sả, nhà chanh. Giờ mình cho vào lọ và mình cho mật ong vào mình ngâm nhé. Giờ mình sẽ cho mật ong vào nhé. Cho từ từ cho cái mật ong nó chảy xuống bên dưới nè. Mật ong này là mật ong của Nhật, còn cái mật ong này là mật ong mình mua ở siêu thị. Quay mất cái tay, hình như nó là của Úc rồi đó. Còn cái này, mật ong này là mật ong của Nhật. Cho thêm vào. Thường thì buổi sáng mình uống chanh mật ong nóng, nhưng mà dạo gần đây tình hình căng quá đi nên bắt buộc mình phải ngâm luôn cái gừng xả với chanh vào mật ong sẵn, đĩa sẵn này. Một lọ thì sẽ ông chồng mang đến văn phòng để uống, còn một lọ thì để ở nhà mình uống, hoặc là khi ông chồng ở nhà thì mình sẽ dùng cái hũ này mình gọi cho ông uống. Cái này có sẵn thì mình luộc nó nhanh hơn, còn của mình thì lúc nào cũng phải dậy sát chanh rồi nấu nước sôi mới hòa. Còn cái này chỉ nấu nước sôi thôi, rồi lấy cái ly ra múc một miếng chanh, một miếng xả, một miếng gừng là hòa cho ông uống liền nhanh. Hết tiệm có sẵn trái chanh, hơi nhánh gừng, ba củ xả mà được hơi hũ như thế này đây. Mật ong chắc là mình dùng 1 lít, một lít mật ong. Được hai hũ chanh gừng xả mật ong ngâm. Mỗi lần uống thì múc một miếng chanh nè, gừng và xả nhé. Và cho nước ấm vào, nước ấm nhé, chứ đừng có nước sôi, vì nước sôi là mật ong nó không có tốt. Khi mình hòa mật ong thì nước sôi nó không tốt, nước ấm đó. Đây, như vậy là được ly chanh mật ong gừng xả ấm rồi đây, có thể uống được. Mọi người nên uống vào buổi sáng mà khi mình thức dậy á, nên uống một cốc như thế này thì nó rất tốt cho sức khỏe nè. Vitamin C rất là cao. Nước chanh gừng xả mật ong ấm này rất giàu vitamin C luôn và rất tốt cho sức khỏe của mọi người.
tốt nhất nên uống vào lúc sáng á, khi mọi người thức dậy á. Không nhất thiết vào lúc sáng, nhưng mà buổi sáng thức dậy thì nó tốt hơn cho mình, hoặc là ngủ trưa dậy cũng được. Mọi người có thể uống một ly trên mật ong nóng đi, để lùn cho cơ thể mình nó ấm lên á, rất tốt cho hệ tiêu hóa và nhiều vitamin C. Sẽ uống nha. Uống một lần không hết một ly nha, mình sẽ uống từ từ chứ không thể mà uống một lần mà nó hết một ly này. Ly này nó nhiều chứ không phải là nó ít nhé. Thường mà buổi sáng là mình uống một ly chanh mật ong nóng này thay cho buổi sáng, không ăn cái gì nữa. Vậy đó. Ôi, nó ấm cái bụng luôn á. Mùa dịch này mọi người nên thử lòng để cho gia đình mình uống nha. Việc là ăn uống những cái thực phẩm tốt như rau xanh rồi có trứng rồi, thì cái ly nước chanh này nó giàu vitamin C luôn đó, không cần phải uống xê sủi. Thật ra xê sủi thì nó cũng đâu có tốt cho sức khỏe đâu, nên là nếu được thì mọi người nên ngâm cái một cái hũ như thế này, giống mình chanh gừng sả và mật ong, để dành khi nào mình khót thì mình pha một ly mình uống thì nó sẽ tốt hơn mọi người uống xê sủi rất là nhiều. Thử làm cho gia đình mình uống thử xem sao nhé. Bây giờ chúc mọi người sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.